tạm biệt Việt Nam, hẹn ngày gặp lại nha. Welcome to Tokyo nè các bạn. Đây, Nama chocolate, loại này rất là nổi tiếng. Ở bên đây bán 800 yen. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình về lại Mỹ. Có một điều mình muốn có lời khuyên là khi mà các bạn đi về lại Mỹ á, nhớ ra sớm khoảng 3 tiếng được 4 tiếng nha. Tại vì mình ỷ y mình ra có 3 tiếng thì các bạn và mém chúng mình trễ chuyến bay. Nếu mà bạn quá cảnh ở Nhật á, là bạn phải nhất định có 3 mũi chích và vaccine COVID. Nếu mà bạn không có 3 mũi chích đó thì bạn phải làm cái test thí nghiệm 72 tiếng đồng hồ á. Mình không có các bạn. Thì nếu mà bạn không có là bạn phải hủy chuyến. Hai là phải đi xuống dưới lầu á. Mình xuống dưới lầu mình lấy cái test đó. Mà cái test đó nó tốn tới 4 tiếng đồng hồ các bạn. Thì sợ thì không có kịp. Thì nói chung là lật đật làm giấy tờ tùm lum hết trơn á, tưởng đâu là bị cái chuyến bị trục trặc luôn rồi đó. Cần phải có vaccine nha, phải 3 mũi nha các bạn. Không thôi là người ta không cho nhập cảnh đâu. Mà cái hàng đi xếp hàng để đi vô đây hả, đông nghẹt luôn. Tức là nó tới một tiếng mấy mới vô tới đây luôn. Mình chia sẻ để cho bạn nào không biết. Mà cái điều quan trọng nhất là dành cho bạn nào mà cái tay đau. Giống như mình đi hay là lớn tuổi, cô chú anh chị em lớn tuổi, thì mình vừa bước vô trong cái cổng ha, là sẽ có những em đeo những cái thác như thế này nè. Đeo những cái thác thì mình nhờ những người đó đưa vô, đẩy vô giùm cho mình tới quầy luôn. Thì chi phí là mình tip cho mấy em đó là 10 đô một người. Còn nếu như mà không có tiền đô không sao, bạn có thể tặng tiền Việt Nam. Mình nói là mình hết tiền đô và mình còn 200 ngàn đồng được không, thì mình tip cho mấy em. Thì đó là mình muốn chia sẻ với các bạn. Cái điều thứ ba cũng rất là quan trọng. Nếu như mà bạn có passport á, mà bạn mua cái gì mà cần hoàn thuế lại á, bạn có thể hoàn thuế ở ngoài. Còn đi qua cổng security mà đi vô trong đây rồi cũng có. Nhưng mà bạn phải có mặt 30 phút trước boarding. Thí dụ như là 10 giờ bay, 9 giờ rưỡi là boarding phải không? Vậy là 9 giờ các bạn phải có mặt. Có mặt sớm trước nửa tiếng khi boarding. Còn nếu mà bạn có mặt trễ hơn, người ta không chịu hoàn thuế cho bạn đâu. Có một điều lạ nữa là trong giấy tờ á, là người ta để là mình được hoàn thuế là 228 đô. Nhưng mà người ta chỉ trả cho mình có 208 đô thôi. Mình không hiểu tại sao mà mình đang gấp rút á, tại vì mình bị trễ này rồi. Cho nên là mình không có hỏi, lúc mà mình lại mình đếm á, thì mình thấy thiếu 20 đô luôn các bạn. Cho nên là nếu như mà bạn làm hoàn thuế, bạn nhớ coi kỹ giấy tờ mình ký và mình coi kỹ là mình đếm tiền cho kỹ trước khi mình đi. Chỗ hôm nay các bạn nhìn thấy là người ta đi, người ta đem quá trời vali hành lý luôn. Mình sẽ chia sẻ các bạn mình đem gì về nước Mỹ nha. Tưởng trễ chuyến bay luôn, tưởng là không bay chuyến này luôn. Rồi, tạm biệt Việt Nam, hẹn ngày gặp lại nha. Rồi, được bay khoảng chừng 1 tiếng rưỡi là người ta đưa cái menu cho mình chọn mình ăn cái nào. Đồ ăn ta cho mì. Có cơm là mừng lắm rồi. Mời các bạn. Gà mà ăn giống như cá khô. Table please. Này mì, mì tươi. Vớt vát được cái món này. Kem Haagen-Dazs. Tokyo nè, welcome to Tokyo nè các bạn. Rồi, welcome to Tokyo, giờ đi tìm xe bus. Tới đây nó hơi phiền phức một cái á, là mình phải lấy hành lý. Sau đó mình mới bắt xe bus đi qua bên phi trường Haneda, rồi mới bay về Mỹ nha. Cho nên khi các bạn mua vé nhớ đọc kỹ nha. Các bạn đi ghé vô trong đây, nó để là bus ticket nè, thấy không? Rồi vô trong đó mua 2.800 cho một vé đi xe bus. Khi mà bạn mua vé xe bus á, bạn phải coi ở trên đó người ta viết là cái số máy, xe bus số máy. Mình hỏi người ta rồi, sau đó mình đi ra đây nè, nó có số hết nè, 15, 16, 17, 18 nè. Đây là phi trường Haneda nè các bạn.
thấy phi trường ở đây rất là đông và rất là sạch, mới mẻ các bạn. Nhìn mới lắm. Ghé vô trong tiệm mua đồ ăn ăn trước khi lên máy bay. Đây là cái phần đồ ăn ha. Size bình thường là 548, lớn là 718. Kêu thêm cái phần kim chi với là súp nữa là thêm 168. Đi tới sân bay của Nhật á là nhất định các bạn sẽ ghé mua gì phải không? Ở đây đa số vô đây là mua đây. Nama cho cái loại này rất là nổi tiếng. Ở bên đây bán 800 yên, 800 yên là khoảng chừng là 6-7 đô á. Nhưng mà khi mà người ta ship về, người ta xách tay qua bên Mỹ thì bán khoảng 15 đô hay 19 đô. Khi mua các bạn nhớ coi ngày hết hạn nha, tại vì mấy cái này hết hạn nó gần lắm. Khoảng chừng 2 tuần là hết rồi đó. Cái mà nổi tiếng nhất là cái loại matcha này ha. Cái kế tiếp là cái loại màu xanh này nè. Tiệm kế tiếp mình muốn chia sẻ với các bạn mà một trong những món mà rất là nổi tiếng ở bên Cali á, ở bên Mỹ á, là món của Nhật luôn nha. Cái tiệm này ở trong phi trường Haneda sẽ có. Đây nè, món này nè các bạn. Cái món này là món trái đào mà người ta làm giống như là xương sa, đông xương vậy đó. Hai trái á, là có giá là 1.700 yên. Mình sẽ để cái tiền đô trên màn hình nha. Còn nếu mà mua 3 trái là 2.550. Giờ mình mua thử luôn, mình ăn, mình review cho các bạn luôn. Để bây giờ thử nha, mở ra thử. Cái này hôm bữa mình review rồi nhưng mà mình không có review loại matcha. Matcha là loại ngon nhất luôn mà hôm bữa lại không có review. Hôm nay mình review nha. Không có cái gì để mà cầm hết, phải bóc bằng tay luôn các bạn ơi. Mời các bạn nha. Nó béo và nó thơm, không quá ngọt. Bạn nào mà thích trà xanh, bạn sẽ nghiện cái này. KG là người không có thích ăn chocolate, mình chỉ thích ăn white chocolate, chocolate màu trắng. Nhưng mà mình ghi cái chocolate này vô cùng luôn các bạn. Ở trên mạng cũng có nhiều người bán lắm nha, nhưng mà cái giá thì nó cũng cao, nhưng mà thèm cứ mua các bạn. Rồi giờ thử luôn cái này luôn nha. Tiếc là không có cái nĩa hay cái gì á, phải ăn đỡ nha. Nó còn lạnh lạnh luôn nha, cái bản này trong tủ lạnh lấy ra mà. Thơm. Cái này là chocolate tươi, cho nên bạn ăn nó mềm mềm, nó lạnh lạnh ngon các bạn ơi. Nếu mà bạn hỏi mình thích vị nào hơn thì mình sẽ thích matcha hơn nha. Thì cái vị mình mới ăn là nó sẽ có vị đắng nhẹ nhẹ, không có đắng lắm nha. Nó ngọt và nó béo, nó không quá ngọt luôn, ngọt vừa phải. Bây giờ kế tiếp là mình thử cái vị còn lại, tại đây chỉ có 3 vị thôi. Cái này các bạn mua về á là phải ăn liền và phải để tủ lạnh nha, không có được để ngoài nó hư á, nó chảy á. Vị này nó thơm, nó không có vị đắng giống như vị vừa rồi. Béo ngon, cái hương giống như có hương rượu trong đó, nhưng mà người ta nói không có rượu. Mình Google thì người ta nói trong đây là nó không, tuy là nó không có alcohol nhưng mà nó có một cái loại gọi là ethanol, thì nó có cái hương giống như cồn vậy đó, nhưng mà nó không có nha. Thì cái loại này là mình đang ăn là loại milk, loại này là có sữa nha các bạn nè. Thử đồ ăn xong xuôi chocolate này nọ, giờ tới lúc mình lên máy bay. Tạm biệt Tokyo, hẹn ngày gặp lại nha. Chuyến bay này là mình thấy đa số người Mỹ, chỉ có một số người Việt và người Nhật. Mà chuyến bay này là không còn chỗ trống nha, mình thấy là không có chỗ trống nào luôn á, đầy ngang hết luôn á. Máy bay này cũng nhỏ, máy bay này American Airlines, cho nên
nên là sẽ thấy người Mỹ là nhân viên tiếp viên hàng không người Mỹ và người Nhật. Người ta cho mình ăn cơm hay là ăn mì, mình chọn cơm. Cơm thì ăn với lại thịt heo. Vừa tới hình người ta nói welcome home xong rồi đi không có hỏi gì nhiều hết trơn các bạn. Giờ đi ra lấy hành lý rồi về. Welcome home. Các bạn ơi, bây giờ là một chuyến bay của hành trình của mình là cũng lâu dài lắm luôn á. Cũng mệt lắm rồi và bây giờ mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Mình cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong chuyến đi kỳ này. Nếu như thích video này, nhớ bấm nút ủng hộ kênh KT nha. Mình sẽ chia sẻ thêm là mình đem những món gì từ Việt Nam qua nha. Có rất là nhiều bạn muốn tò mò muốn biết mỗi lần Việt Nam mình đem qua những món gì. Và bây giờ mình cũng đuối rồi các bạn. Tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Chưa đến. Happy Mother's Day, hãy mua tặng mẹ những món quà sức khỏe tốt nhất chỉ có tại Teletron. Ghế massage Panasonic MA73 Amazon sale 8,000, đặc biệt tại Teletron chỉ 4,999 đồng, số lượng giới hạn tới trước mua trước. Mặt nạ trị liệu và dưỡng da cao cấp Cell Return LED Mask Platinum MD Made in Korea, trị mụn, xóa mờ vết nám, giảm nếp nhăn, căng da mặt một cách tự nhiên do tài tử Lee Min Ho Hàn Quốc giới thiệu và được FDA Hoa Kỳ approve là medical device sử dụng tại nhà và các viện thẩm mỹ. Giá 2,800, sale 2,350 đồng. Nệm luxury Lamborghini Italy phủ bạc giá 13,000, bớt 4,000 chỉ 188 đồng một tháng. Nón mỏng tóc made in Korea giá 2,500, sale 1,799 đồng. Ghế massage Shinka JP 3,000 làm tại Nhật với kỹ thuật trí tuệ nhân tạo 5D tân tiến nhất, 5 năm warranty giá 14,000, sale 9,999 đồng chỉ 209 đồng một tháng. Máy lọc nước K8 Kangen made in Japan cho nước uống tinh khiết giúp tẩy trừ độc tố, tăng cường kháng thể, chỉ 3,50 một ngày, trả góp 4 năm không đau không tiền lời. Và máy lọc nước tắm khoáng Kangen Made in Japan giúp cho da dẻ láng trơn, chống lão hóa da, chống rụng tóc, chỉ 2 đồng một ngày. Xin ghé thăm các chi nhánh Teletron địa phương hoặc gọi 877-892-6999. Trang nhà teletronusa.com. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.